Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Vân Anh xin chào bác sĩ Minh. Một lần nữa xin chào cô Vân Anh và một lần nữa xin chào tất cả quý khán thính giả của Đài Ven TV qua chương trình Sức khỏe và đời sống. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì chúng ta rất là quen thuộc với khuôn mặt của bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc và khả ái của chúng ta tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài cũng trùng với lại cái bài viết của bác sĩ Hồ Ngọc Minh trên Internet, đó là qua đề tài sự đồng lõa của im lặng. Đồng lõa của im lặng như thế nào trong lĩnh vực y khoa? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bác sĩ Minh. Thưa cô Vân Anh, khi mà tới một cái tình trạng mà bác sĩ chữa trị bắt đầu bó tay rồi đó, thì không ai muốn nói ra. Không ai muốn nói ra là gọi là cái cuộc nó sẽ tới. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta người thân đó đi qua những cái chữa trị mà bác sĩ bắt đầu gọi là chịu thua rồi đó, thì bác sĩ cũng im luôn, bác sĩ không bao giờ nói ra sự thật. Đa số các bác sĩ đều như vậy hết. Không ai nói rằng là thôi tôi chịu thua nha. Bề ngược lại đó, thì chính bệnh nhân á, thì cũng ngầm hiểu biết là như vậy. Nói chắc là bây giờ đã hết rồi. Và cái người thân của bệnh nhân cũng vậy. Mặc dù là có cảm giác rằng là như vậy là cũng đã là đi tới tận đường cùng rồi. Nhưng mà cũng không dám hỏi. Thế đó là chuyện mọi người đều im lặng. Mọi người đều im lặng cho một kết cuộc mà nó khả dĩ có thể xảy ra. Và cái sự im lặng đó mình nói là một cái sự đồng lõa của ba bên. Không ai muốn nói đến chuyện đó. Nhưng cái đó rất là quan trọng. Là vì để chúng ta có thể rằng là chúng ta nên chuẩn bị trước. Người bác sĩ bao giờ họ cũng có khuynh hướng rằng là ô, mình sẽ chữa trị cho tận cùng, tôi không bao giờ gọi là đầu hàng hả? Bác sĩ có khuynh hướng rằng là nói cho bệnh nhân là tất cả những cái phương pháp mình sẽ chữa trị, cái bước tiến chữa trị như thế nào. Nhưng mà không bao giờ đề cập tới cái chuyện là ngược lại, nếu mà cái chữa trị đó không thành công thì bác sĩ sẽ làm cái gì, và cho bệnh nhân biết là cái kết cuộc nó như thế nào. Bác sĩ thường thường hay tránh những cái đó, hoặc là cho dù bệnh nhân hỏi trực tiếp rằng là bây giờ thưa bác sĩ tôi còn bao nhiêu ngày nữa, rất ít khi mà bác sĩ nói là thôi tôi chịu thua. Đến khi mà bác sĩ đã nói chịu thua thì coi như là có thể là chỉ còn chừng tuần lễ là nhiều. Nha. Yeah. Thì đó là cái khuynh hướng như vậy. Thường thường bác sĩ không có muốn gọi là thường thường tránh, hoặc là đi nói vòng vo tam quốc, chứ không bao giờ gọi là đi thẳng vào vấn đề. Cái chuyện là một phần cái lý do tại sao người bác sĩ họ có cái thái độ như vậy là một phần là họ ngại, không có muốn nói ra cái sự thật nha. Cái thứ nhì nữa là chính họ cũng không, trong cái trường y khoa đó không có một cái khóa huấn luyện nào mà huấn luyện cho bác sĩ, tức là phải đối ứng với, là phải đối đáp với cái tình trạng mà phải chịu thua như vậy. Thường không có mà, thành ra đa số các bác sĩ là học trong trường đời nhiều hơn, tức là chữa bệnh rồi bắt đầu quen với cái cách làm sao để nói chuyện với bệnh nhân. Chứ còn ở trong trường y khoa không bao giờ là dạy cho bệnh nhân những cái dạy cho bác sĩ những cái gì như vậy. Cái chuyện thứ ba nữa là nó có thể nó truyền từ cái thế hệ của bác sĩ trước, cái thời bác sĩ mà gọi là cha ông của chúng tôi đó, thì có khuynh hướng rằng là nó nhớ là bác sĩ thời đó là giống như cha mẹ vậy, là tương đương bậc cha mẹ vậy. Nghĩa là đã làm cha mẹ thì không nên nói cho con nít nó biết nhiều, ok. Hoặc là đã làm cha mẹ bác sĩ là tới bậc là tương đương với cha mẹ như vậy thì là không nên nói cho bệnh nhân biết nhiều, nói nhiều không tốt nha. Thì có cái khuynh hướng là như vậy, thành ra nó vẫn kéo dài cho tới cái thế hệ hiện tại. Thành ra và cái khuynh hướng thời trước là như vậy, và nó vẫn kéo dài. Là bác sĩ hồi trước nhớ không, mình đi khám bác sĩ là xưng con, rồi coi bác sĩ là giống như là thánh sống vậy nha. Cho nên là thánh phán như thế nào á là bệnh nhân không dám hỏi đó. Thì đó là về cái phương diện từ cái góc độ của người bác sĩ nha. Đó là tại sao mà gần như là 80% các bác sĩ họ không có nói thẳng cho bệnh nhân là những chuyện gì mà nó gọi là khả dĩ, nó không tốt, nó sẽ xảy ra. Ngược lại đó, thì bên người thân của bệnh nhân ấy, thì họ có nghĩ rằng là có cái tính cách là thương người thân của mình, nhưng mà nó có cái gọi là có tính chất một tí xíu là mê tín gì đó. Mê tín gì đó là ô trời, bây giờ mình nói như vậy nó rủi sao nhá. Thì không có nên đề cập tới chuyện đó, vì chúng ta nên biết rằng là thế nào nó cũng tới chuyện đó thôi. Nhưng mà chúng ta không bao giờ muốn nói ra chuyện đó, sợ là mình nói như vậy trù ẻo. Thì nó không có tốt.
Right. Thì đó là cái tính với cách lại là... đôi khi người bác sĩ cũng không có muốn đối diện khi mà nói sự thật với người bệnh nhân, phải không bác sĩ? Đúng, mình nói ra một cái tin mà nó quá xấu, nó quá đau buồn như vậy thì họ cũng ngại, phải không bác sĩ? Thì nó đúng như vậy. Nhưng mà nói bên phía rồi trở lại ngay chính bệnh nhân cũng là một sự đồng lõa nữa. Ngay chính bệnh nhân thì nói là mặc dù là ngầm hiểu là như vậy là xong rồi, nhưng mà họ lại không muốn là nói ồ để người thân mình buồn, con cái mình nó buồn nha, cho nên thôi cứ im và nó im lặng, cho nên mọi người đều im lặng. Tới khi nó xảy ra một cái đùng một cái thì chúng ta lại tiếc là chúng ta không có chuẩn bị sẵn. Cho dù là trên thực tế chúng ta biết rất là cái chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ rằng là người bệnh nhân mình họ vào bệnh viện và họ sẽ không trở ra, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng là ô còn nhiều thời gian và chúng ta không chuẩn bị hết. Lúc đó là giống như là gọi là chạy tang, rối rắm đủ những chuyện nha. Thành ra theo mình nghĩ đó là chúng ta nên có những cái thời gian mà chúng ta nên chuẩn bị cho người thân, chúng ta nên chuẩn bị cho gia đình và chuẩn bị cho chính chúng ta. Và nếu cần chúng ta nên hỏi thẳng ông bác sĩ, trong dù ông nói vòng vo tam quốc gì đó, ông tránh đi được cũng phải hỏi thẳng cho ông. Có khi có nhiều trường hợp bác sĩ họ nói, nhưng mà họ nói trật nha, họ nói ồ còn 6 tháng nhưng ai biết đâu còn 3 năm sao nha. Thì mình phải hỏi thẳng cái vấn đề là bây giờ cha mẹ người thân tôi nói như vậy thì còn bao nhiêu ngày nữa nha. Tại vì ngay chính cá nhân của tôi là bác sĩ cũng vậy, nhưng mà khi mà cha mẹ tôi vào bệnh viện tôi cũng vậy. Đến khi mà nó xảy ra một nghĩa là mình nói ồ bất ngờ quá, nhưng mà thực ra nó phải bất ngờ nha. Mình đã biết chuyện đó nó xảy ra như vậy và chúng ta nghĩa là không có chuẩn bị gì hết nha. Chúng ta nói còn dài còn lâu rất là nhiều, nhưng mà trên thực tế một khi mà cái chuyện mà nó xoay chiều một cái là nó đi rất là nhanh. Dạ, trước khi chúng ta không có kịp, lúc đó chúng ta lại tiếc là chúng ta không có đủ thì giờ, không có có nhiều thời gian cho cha mẹ hay là người thân của mình. Dạ, thì cái đó nó rất là quan trọng. Thành ra tôi có những cái thêm một lời khuyên nữa là nên nhớ là chúng ta ai cũng cuối cùng cũng ra đi. Chúng ta chỉ có gọi là 36.000 ngày là tối đa, tức là 36.000 ngày, tối đa là 36.000 ngày. Cho nên những cái thời gian mà nó còn lại nó rất là quý báu nha. Thành ra mình nghĩ là nếu mình thương ai đó thì mình nên dành nhiều thời giờ người ta. Vậy gọi là không những thời giờ mà gọi là mình thời giờ gọi là người Mỹ nó gọi là quality, đó có chất lượng ha? Nhất là với lại cha mẹ và người thân của mình. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy là ai cũng có iPhone, điện thoại cầm tay, chúng ta live on Facebook hay là chúng ta có những cái reality show thì tại sao chúng ta không có nghĩ ra là nhiều khi chúng ta chỉ cần 5 phút mỗi ngày nên là thu lại những cảnh mà là cha mẹ mình hoặc là ông bà nên là dành thời giờ với con cái chẳng hạn, lúc là họ còn khỏe mạnh ha. Và có khi cần giống như reality show vậy, phỏng vấn, bỏ interview giống như ngày hôm nay chúng tôi ngồi trên đài trước mặt ông kính như vậy cứ hỏi rằng là kể ông bà kể chuyện đời xưa làm sao nhá. Thì những cái đó nó rất là quý giá, sau khi mà họ đã đi qua rồi, những cái kỷ niệm nó rất quý giá, chúng tôi không thể nào tìm lại được. Những cái đó mình nghĩ là hồi xưa thì chúng ta chụp hình, còn là hình bây giờ hình cũng nhiều lắm rồi, thì bây giờ mình tiến tới dọn là multimedia, ok, quay phim, phỏng vấn, hỏi thẳng vấn đề, hỏi thẳng là ô hồi trước là ba như thế nào, mẹ như thế nào, không? Những cái đó giống như là những cái cuốn phim thời sự vậy nha. Chúng ta tự làm những cái đó và để sau này đó là chúng ta sẽ truyền lại cho chính chúng ta nữa và cho cái con cháu để sau, để khi mà họ ra đi một cái rồi là xong, chúng ta không nuối tiếc nữa, để chúng ta nói chúng ta không có đủ thời giờ cho cha mẹ. Vì trong cái thời gian mà gọi là cuối cùng, nhiều khi nó chỉ trong vòng 2-3 ngày là xong, mình không còn kịp thời giờ để xoay sở nữa. Bác sĩ Minh, có phải là hay là một cái sự ngẫu nhiên mà bác sĩ chọn cho mình một cái chuyên khoa như thế này để không có phải gặp cái cảnh mà phải báo cho bệnh nhân những cái hung tin như vậy, bác sĩ? Thì đúng, đó là một trong lý do. Thực sự ra hồi xưa khi tôi đi học qua trường y khoa, đúng, thì tôi cũng có dự trù khi mà chúng tôi đi học qua trường y khoa, tôi muốn đi về cái ngành gọi là chữa trị ung thư cho phụ nữ. Thì tôi có đi làm nghiên cứu một thời gian về những cái bệnh ung thư của phụ nữ, nhưng mà tôi chịu không nổi.
rất là khó, là vì gần như mình nói là 2/3 là tử vong nha. Thành ra là khó mà khi chúng ta gọi là đối diện với vấn đề đó. Nhưng mà thiệt sự trong cái ngành của tôi cũng vậy, khi mình chữa trị mà gọi là hiếm muộn và thụ tinh trong nghiệp thì gần như là mình nói 2/3 trường hợp thì có kết quả vui vẻ mỹ mãn, nhưng mà nên nhớ là trong đó nó vẫn còn là 1/3 trường hợp nó khó, và chúng ta không có, tôi không thể làm gì mà đi ngược lại thời gian hoặc là đi ngược gì với lại của tạo hóa hết, cho nên có khi mình vẫn phải chịu thua. Mới vẫn chịu thua thì thú thật là nhiều khi tuy là nó không phải là chết chóc hay là những trong những trường khác, nhưng mà khi mình nói với bệnh nhân là thôi bác sĩ chịu thua hay là thì như vậy thực sự cũng khó nói, chứ không phải là dễ nói đâu, vì họ tới họ đặt tất cả những hy vọng là tôi sẽ có một đứa con, nhưng mà khi mình nói với họ rằng là bác sĩ chịu thua rồi đó, hay là bác sĩ hết thuốc chữa, thì cái đó có khi cho dù lần rằng là tôi đã làm trong nghề này là gần 30 năm rồi, nhưng mà cho tới ngày hôm nay nghĩa là những cái trường hợp như vậy nó vẫn là khó nói, nó giống như là những ngày đầu tiên mà tôi mới ra trường như vậy. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay là đề tài sự đồng lõa trong im lặng. Bác sĩ Minh có nghĩ là cái sự im lặng của cả bác sĩ, của bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân, là nói chung là hễ là người thì ai cũng sợ chết không bác sĩ? Thì cái đó là thầm hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là khi mình thầm hiểu như vậy đó thì cái gọi là cái sự chuẩn bị nó không có được gọi là hoàn toàn, và ngay cả không những chuẩn bị mà ngay cái vấn đề chữa trị nó cũng không được hoàn toàn nữa. Vì có khi nhiều khi bác sĩ họ nghĩ là họ đã chịu thua rồi, nhưng mà chưa chắc. Mình nên mổ xẻ vấn đề rằng là ok, như vậy còn những gì khác có thể làm được hay không nha. Thì có thể nó sẽ mở ra một cái con đường khác. Cho nên mình có khi mình nói điều đó có nghĩa là mình nói là không hoàn toàn tin tưởng bác sĩ nha, nhưng mà trên thực tế là có khi người bác sĩ chính họ cũng bị chính họ là con người, chính họ cũng sợ chết nha, chính họ cũng bị những cái ràng buộc. Thành ra có khi mà rơi vào trường hợp đó, chính người bác sĩ họ cũng không tìm ra được lối thoát, họ phải cần một cái người thứ nhì, và có khi cái người thứ nhì, người thứ ba đó và cho họ một con đường gọi là một lối thoát ra trong cái hoàn cảnh đó lại chính là người thân. Người thân họ là nhìn cái vấn đề nó khác từ một cấp độ của một người không phải là bác sĩ, nó sẽ khác, nó sẽ có khi lại tạo ra một cái phương cách mới. Giống như bác sĩ nói là bây giờ nếu mà một người bệnh nhân họ có một cái sự chuẩn bị, họ có một sự bình tĩnh để mà có thể trao đổi với bác sĩ về cái tình trạng của mình, thì bác sĩ nghĩ là lúc đó cái vị bác sĩ đó họ sẽ không ngại ngần để mà tiết lộ ra, phải không bác sĩ? Dạ, đúng. Để mà nói, thí dụ như người bệnh nhân nói là bây giờ tôi muốn biết sự thật như thế nào, thì người bác sĩ đó sẽ sẵn sàng nói. Tại vì Vân Anh nghĩ là có những người bệnh nhân khi mà họ biết cái tin đó thì cái reaction của họ quá đau khổ, cho nên vị bác sĩ đó cũng không dám đối diện với cái reaction thì đó. Dạ. Thì đó là cái lời khuyên của tôi hồi nãy cũng vậy. Tôi nên là nên trực diện vấn đề, hỏi thẳng người bác sĩ. Nếu bác sĩ mà họ tránh đi được cũng hỏi thẳng, như là làm sao, nghĩa là đừng có để họ tránh. Nói tóm lại, ai trong chúng ta cũng sợ chết hết. Tuy nhiên phải đến một lúc nào chúng ta nghĩ rằng ai trong chúng ta rồi cũng sẽ ra đi, và đó là một trong những cái mà chúng ta phải đối diện và phải chuẩn bị, phải không bác sĩ? Nhất là nếu mà chúng ta còn người thân, còn con cái, thì cái sự chuẩn bị đó nó sẽ đem tới một sự dễ dàng hơn cho thân nhân của mình còn ở lại, phải không bác sĩ? Dạ đúng. Thì cái đây là một cái vấn đề, một cái thực trạng có thật. Cho dù là mình nghĩ rằng là cái này nó hay xảy ra đối với những người Á Đông hoặc là những bác sĩ Á Đông nhiều hơn, là vì mình có tính cách là tế nhị, mình không muốn đi ra. Nhưng mà trên thực tế những cái nghiên cứu cho thấy ngay cả những bác sĩ ở Mỹ, tốt nghiệp ở Mỹ, họ cũng bị những cái vấn đề đó. Cũng vậy luôn hả bác sĩ? Họ cũng vậy, tức là họ có khuynh hướng là họ rất là ngại ngùng khi mà phải đối mặt với lại cái kết cuộc của sự sống. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và một lần nữa, quý vị có tất cả những cái ý kiến mà muốn bác sĩ Hồ Ngọc Minh chia sẻ trong chương trình Sức khỏe và đời sống sắp tới, xin cứ email cho VNTV qua địa chỉ email là info@vietnewstv.com, hoặc quý vị cũng có thể vào cái Facebook của VNTV để mà cho những cái ý kiến của quý vị. Cảm ơn bác sĩ Minh rất là nhiều, và cảm ơn quý vị, và xin thân ái chào tạm biệt.